Quý vị và các bạn đã làm cái âm ly đó. Trước khi đi tiêu thụ, khi mà đề án chăn nuôi và sản xuất tôm nguyên liệu sạch đặt cam kết đến cuối năm 2017, 100% cơ sở nuôi sáu thì tổng diện tích thả nuôi cá tra thương phẩm của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long là hơn 5.000 hecta với sản lượng là trên 1 triệu tấn. Tuy nhiên năm 2000 Xin chào quý vị các bạn, đây tôi cái âm ly Arian. Đấy, các bạn thấy đấy. Tôi quay cho đấy, xịt vào đây, đây đây là mảng công suất này, chúng tôi đấy các bạn thấy đấy, đây là mảng công suất này, nó gồm chạy con nó 4 thô chạy con 23 co 956 chạy cặp thò 1 đấy, còn đây là mảng nguồn này, nó có hai tủ lớn này. Thường tủ của nó là 63V 1000 mi, còn đây là nguồn cho nó 12V này. Đây là nguồn 35V, thường thường là kiểu cục này ngõ cấp, đây cũng 12V ở đây cấp, đó hai mảng công suất đấy. Rồi bên này nó còn chạy tương đương, bên này chạy cặp cùng 2SK 2765, 2SK 27, nó chạy 2SK 765. Đây, đây đây là mặt trước của nó này. Đây Arian PA203XG này, Sitorio Mikamli. Đây là mà cái master, tức là cái điều chỉnh volume toàn cái này to nhỏ. Đây là music các cái của hai mảng này, điều khiển hai mảng này, cái mảng Historio và hai mảng mic đây, đấy nó ghi rõ đấy. Ở đây thì tôi đưa lên kia. Đây mic đây, mic 1, mic 2 và Historio đây, mảng nhạc đây, đây tôi đang còn sửa, bây giờ là xong, bởi vì đấy đấy, các bạn nghe giọng nói đấy, đây là nguồn. Các bạn thấy đây nguồn này, cái nguồn này ra đây đấy, công suất của nó rất lớn đấy, cho nên là nó có vấn thế như thế này. Các bạn thấy đấy, bộ nguồn nó gồm có này. Đây là có cái cầu nán, thường thường là nán của nó là 4 con diốt, nhưng bây giờ là nó nán bằng hệ như thế này. Đấy, gọi là cầu nán. Nó hai đường xoay chiều vào, hai đường ra đường một chiều. Đấy, mảng của nó đằng sau đây. Nó có kết cấu ở bộ này có một cái rơ le đây.
Chúng tôi lúc nãy đến giờ chúng tôi chữa bộ rơ le này, âm thanh không có, sao không thể bật sao được. Nó chạy hai con bóng để cung cấp 12V. Tôi mở cho các bạn sẽ nghe một tí như thế nào. Đầu năm đến nay đã có gần 7.200 người di cư và tị nạn chết hoặc mất tích khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải đến Italy, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Con số này tăng hơn 20% so với năm 2015. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, với thống kê trên, trung bình mỗi ngày khoảng 20 người di cư thiệt mạng. Đấy, tiếng rất tốt. Các bạn thấy đấy, mạng của Tritorio đấy. Đấy, nhưng mạng này tôi phải gắn những cái này vào. Thường thường bằng công suất này nó có đây, nó có mát này và hai dương B này, dương B và âm B này, và đường loa này, đường ra loa rồi là switch, nó gọi P, có bốn đầu ra. Bên này nó gắn, nó có hai dương B và đầu ra loa thôi. Đấy, bên này nó có đây, nó kết nối của nó đây, các bạn thấy đây. À, tôi thấy các bạn đây là dương B này, switch này, bass này, âm B này. Nó chạy cặp bóng của 2SK 2756, nói chung là nó chạy như thế này là âm ly rồi rất xịn đấy. Nó dòng Arian rất tiếng Việt, rất trong, rất êm ái. Chúng tôi lúc nãy đến giờ chúng tôi cho mất tiếng, mất tiếng như thế này, mất tiếng nó có rơ le đây. Nó không đóng được 12V cho nên chúng ta ấy chữa đây, tôi thay hai con này, thay hai con bóng này đấy, thì để có 12V ở nằm ở đâu này đóng cái rơ le này và tiếng này truyền ra đấy. Lúc trước ấy nó hỏng ở đâu này nữa, đây nó bị nước vào, các bạn thấy không? Và con thường thường chạy những cái con IC4558 này. Ở bên này nó có hai cái cửa đóng, đóng cửa A và đóng cửa B. Nếu mà bấm vào thì có tiếng, mà bấm ra không có tiếng, nó từng cửa một đấy. Đây là các bóng mà. Thế này, nó có bóng báo cửa A, cửa B này. Channel, channel là kênh, kênh R, kênh L, tức là cửa trái, cửa phải. Đây là bộ tiếng này, đây là tôi như tôi đang cảm đấy, các bạn thấy đấy. Thì đây là hai cửa vào này, ở đây đường cặp đường út ra đường vào đây, còn đây là kết nối loa đấy, cửa trái cửa phải. Và đây là câu chi này, đây là nguồn, bởi vì cái này khó chặt quá cho nên tôi phải mở tung như thế này để mà sửa, không có những cái này kéo không lên đấy, các bạn thấy đấy, dây nó chặt quá nên chúng tôi phải tháo như thế này.
của nó là như vậy. Và tôi tiến hành kết nối lại. Bây giờ trả vào vị trí cho nó.